Thanh Toàn chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Du Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để quay ba của Toàn cưa một cái cây gòn. Thì bây giờ Toàn mời cả nhà cùng theo dõi là ba của Toàn sẽ cưa cái cây gòn này như thế nào nha. Gòn có ai khất thì hai con dĩ nào buổi sáng ăn gì mà. Dạ. Hồi đó chặt. Dạ. Hồi đó không chịu chặt rồi giờ nó mọc lên mất công tốn tiền nữa hả bác. Hôm nay mình đến ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cái gòn này nó không có hiệu quả kinh tế mà lại nó che khuất cái ánh sáng đó, cho nên nó không có diệp lục tố với cây nó không phát triển được. Giờ là mình phải hạ cái này để ở đây là ta trồng thêm được một mớ cây nữa mới có tiền. Còn cây này giờ cái gỗ này là cho ta không xài nữa. Hồi xưa là mấy ông thợ hồ là ta đóng cốt pha. Thì người ta cần cái này để làm dán cốt pha, mà bây giờ là cốt pha là làm dán ép hết rồi, cho nên là mình ông mấy ông thợ hồ lại ngay chỗ mấy cơ sở đó là ông mua là bao nhiêu lắm chở về là xài được. Còn nếu mà cưa cái này đi là phải kêu mấy ông mà cu ly á phải 5-6 người đi vận chuyển, đi vận chuyển là phải mấy ngày, cho nên tốn tiền bạc lắm. Nó tốn nó không có nó mất thời gian, không có lợi, tốn tiền cưa nữa. Cho nên nó là bây giờ làm nó người ta không có mua. Chứ hồi xưa là cái gòn này nó có giá trị nhiều cái ngộ lắm. Cái lá này là người ta lấy người ta làm nhang với làm bột nổi, bột nổi đây cho mà trộn với thức ăn để cho cá tra ăn á, để cho nổi là cái đàn viên cho nổi nổi đó chụp nước á. Còn cái thân này á thì làm được hồi đó đóng sọt trái cây. Rồi giờ trái cây ta vô sọt là bằng cái thùng mũ với bằng mót chứ à. Cho nên bây giờ ta không xài nữa. Với cái trái khô thì làm gói. Làm đi dùng gói. Gói niệm. Gói niệm, gói ôm nữa. Cây này giờ là phun giáp mà giờ mình nhờ cái dụng cụ hỗ trợ này để mình leo lên cho nó dễ lên trên kia. Cái này nó bên ảnh nó trước không còn ảnh bóng bên ảnh đi mấy tháng gì à? Bên nào anh? New Zealand. New Zealand hả? New Zealand. Anh bên đó mới về đâu không? 4 tháng rồi. Dạ. 4 tháng rồi. Qua bánh ăn quảng bá là làm mình ta mới có kêu. Đó, ông leo ngồi dừa đó. Nó leo lên mình tỉa cái này mình mới được. Nó tới cái nó cản nó tỉa nó mới được. Này mang bộ này thấy gườm gà quá.
trâu mới dân tộc nó đeo, nó đeo một gì luôn, cây dây gừng nó tay vậy nè. Dạ. Trước đầu nha. Cái lam này sao cưa gòn cho nó ngọt quá. Còn ở đây nhánh nữa nè bà. Phân tổng dùng tới 2 con dây đai đây cả nhà. Quá trời bông rồi. Cái nhánh này phải treo rồi.
đang về cái cây dầu với cái dừa đó nè. Rồi, một con dây cầm tay rồi chứ không có treo rồi.
Ngáo nguyên khúc được rồi. Hình như con cảm thấy là mệt đó bà con ơi. Hình như con cảm thấy là ba mang cái bộ đai này leo lâu hơn từng ngày rất là nhiều, gấp 3 lần. Tại vì cái cây này nãy giờ mình làm xong trong vòng khoảng 12 phút là xong cây này rồi đó. Dạ.
nhưng mà để chứng tỏ coi mình làm như vậy á là nó rất là an toàn cho cơ thể mình, nhưng mà đổi lại cái nó mệt dữ lắm, mệt đuối hơn thường ngày, mệt lắm. Nhưng mà như vậy là mình không có thể nào mình né được, thí dụ tại chỗ này nó trống nè, mình ngồi mình mắc dây bảo hiểm mình trong nách không, còn gặp mà mấy cây mà nó nằm ở rải rác tùm lum trồng cây dưới ha, kể như là hư đồ ta hết. Dạ. Yeah. Tại vì mình đâu có bò cái má gì nó nặng nề rồi đâu có bò ra ngoài được, với cái nhánh nằm ngang vậy đâu bao giờ mình đạp lên nó được. Dạ. Yeah. Đạp từ trước quá ha. Tại cái chân mình thì thường thường dày mà không làm đạp gì, mình đứng dày mình là. Thì nó meo nó gớt luôn. Nó meo lắm, cho nên là cái này là mình dùng cho cái chỗ tùy cơ ứng biến mình làm, chứ không phải mình không phải là mình không cần á, cái này là rất cần. Cần cho những cây to ôm vậy mình leo lên thì nó đỡ mất sức. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái là nó chậm. Chậm nhưng mà này thì chậm thì người ta nói thường chậm mà chắc. Nhưng mà tại vì tay chân mình nó đã quen đu bám quen rồi cho nên bà con mình cũng thông cảm. Cái này nó có đuối giò hơn cái ngoéo giò không ba? Đuối hơn dữ lắm. Cái ngoéo giò là tại vì cái mình đã quen từ hồi nhỏ tới lớn rồi. Dạ. Yeah. Từ khi bé tới giờ là cho nên nó thuần thục, có khi là ngoéo cái chân lên cây dừa. Mình ngã đầu xuống cũng như là gặp cơ bụng á. Dạ. Yeah. Bật lên bật xuống bật lên bật xuống vậy là 100 cái có thể cõng một người trên vai, cõng đó bò lên 5 mét, người đó phải 45 kg bò lên 5 mét được cái dừa. Dạ. Yeah. Đó méo cái giò vô đó đeo khoảng 15 phút cõng một người. Dạ. Yeah. Là tại vì mình đã có qua trường lớp, mình đã luyện cái cơ đùi mình với cái chân mình nó rất là khỏe rồi, cho nên là bà con cứ yên tâm đi, đừng có nghĩ là mình là biểu diễn hay là mình ý rồi, đừng nghĩ lại, tại vì cái gì cũng qua trường lớp hết rồi, cho nên là không có sợ gì đâu. Nhưng mà sau này mình lớn tuổi á, mình phải hạn chế từ từ để mình cho cái tớp nhỏ mình truyền lại cho tớp nhỏ nó nên làm theo. Mình cũng động viên làm cái nào kêu là nó phải bảo đảm dù là từ 99% mới hả làm, chứ đừng có thấy bắt chước cứ làm đại là không được. Dạ. Cái gì cũng phải qua trường lớp, qua cái vừa cái lý thuyết mà vừa thực hành kèm theo luôn mới làm được. Chứ thấy tuy mình nhỏ con nhưng mà tại mình có vỏ. Dạ. Xưa mình luyện vỏ gì nha, chứ không phải phe tài nữa, có vỏ trên nào giờ chưa bao giờ mà quýnh vợ hai bàn tay nữa, quýnh có một bàn tay hả. Rồi nha, chào bà con nha, giờ lại lấy cái máy to để mới hạ được cái gốc. Rồi để đi mở ra, nặng nề quá ha. Trâu bụi kìa. Cái máy rotary RS872 nhưng mà sử dụng cái lam, là cái lam ít tin để cắt đổ cái gốc cây gòn này. Chưa có vỗ được.
tại không có mua cái dũa được đây nè. Bà cắt mấy cái nhọn nhọn mà để đi đâm chinh. Trời bự, nằm xuống bự ghê luôn. Bự ghê thiệt chứ. Đầu con sâu kìa, trời. Bao nhiêu bao? Chụp con sâu đó mới siêu đó. Ôi hai bà con luôn kìa. Quanh này giống 170 gì à. Nó bị hơi bị lép một bên. Nhìn nổi da gà không? Sâu hả? Nó sâu. Quên sâu. Trời rồi vô. Đợt này bác nhớ mọc tược, bác nhớ lãi không bác? Rồi, cút dây này. Để bà con tốn tiền cưa nữa. Cưa mà không có lấy, không xài được gì chứ, tốn dạ. Tiền. Chứ nó lại là thí dụ có hư ha chút đỉnh của người ta cũng hơi buồn phiền. Đúng rồi, dạ. Anh em mình thôi, dạ. Anh em của chú cháu. Dạ, dạ. Mình cắt gì người ta mừng. Ờ. Cắt xong cái thoáng mà dẫn cho mấy cây mà nó che rồi, mấy cây dưới nó ảnh hưởng lắm. Ông sên này nó lục dữ lắm rồi. Sên hợp kim. Mà bây giờ mai mốt ở đây mình đi kiếm cái dũa, mình dũa được. Chứ đưa cái dũa khi vô đẩy rồi quét. Mà mua cái sên mới rồi mà mua lộn sên. Cho nên nó không vừa dặn với cái này. Mà sao ngộ ha, cái vợ chồng á, cái người lùn người cao cỡ nào cũng vừa. Mà sao con sên mà nó có dài chút không vừa hả hai? Ừ, kỳ thiệt. Đúng ra nó có dài chút nhưng mà mình thu lại được không? Thu mắt được không? Thu dạ được không? Nhưng mà vẫn có cái đồ chặt, mình chặt mới được. Dạ, về nhà mới có đồ chặt. Rồi giờ mới nãy gáp sên này vô lục chày hà. Sên này là sên hợp kim. Cái này là cưa cái đinh ngọt xớt luôn á. Cắt ngọt xớt mà không có ai hớt như thế. Thiệt là tốt á, bởi vì đồ nước ngoài tốt. Nhưng mà không có đồ dở, không có đồ dũa. Của cái anh Robert gì ở ngoài Nha Trang nè mà hổm ngày xuống liên lạc không được. Dạ. Ừ, để về lâu lâu điện thăm anh coi. Cái làm ít tin này, cái làm cũ lâu lắm hả bà? Ừ, cái làm này gắn đi theo cái mình đi mua riêng, mua gòi nó riêng. Dạ. Làm này kêu là làm riêng nè, làm này làm của Đức luôn nè. Đức. Tiêu. Là người ta kêu là ít tin nhưng mà tiêu. Ấy là kêu xì tiêu. Mà có cái mà là ôi ố cái này hằng nó
Nó là gạt mini, là của Đức. Gạt mini. Ừ. Còn mini là tiền. Mini là tiền. Mini. Đây cái gốc của nó cả nhà ơi. Khá là to đó. Rẻ quá nè. 6 mấy luôn á, 6 mấy còn 70 á. Bỏ cái này ra chắc không tới. Chắc còn khoảng 40 50. Rồi cưa cái gòn vậy cũng đã xong. Toàn cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo của Toàn. Rồi xin chào tạm biệt.